chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một món siêu rẻ mà lại rất dễ làm ngon nhá. Đấy là món đậu phụ sốt vừng và đậu phụ sốt chanh. Rồi giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Để làm món này nhá thì mình sẽ cần có đậu phụ này, bột bắp. Đây là dầu dầu mè các bạn nhá. Đây là nước tương này. Bột ớt. Vừng. Ngoài ra thì mình sẽ có chanh, tỏi này, hành này và một chút mật ong nhé. Mình sẽ bắt tay vào làm. Món ăn của mình đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Rất là thơm.